Gần 100 người thương vong trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội tối 13 tháng 9. Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người thương vong trong vụ hỏa hoạn đêm qua. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại số 37 hẻm 29 trên 70 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đến người dân. Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can đối với Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, ngụ Hà Nội, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Minh là chủ của chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy vào đêm qua. Theo Công an thành phố Hà Nội, khoảng 23 giờ 20 ngày 12 tháng 9, tổng đài 114 nhận tin báo cháy xảy ra tại một chung cư nhỏ trên địa bàn. Nhận được tin báo, Công an thành phố Hà Nội đã điều 15 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an, trường Đại học Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng người dân tổ chức dập lửa cứu nạn. Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa, không để đám cháy lan sang nhà dân lân cận. Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy, khắc phục hậu quả sau hỏa hoạn.